Đây là Amly D5 M2. Amly này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau Amly này thì có ngọt ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính nha. Còn đây là cặp lo Pioneer HM50. Cặp lo này em bán giá là 1.400.000. Amly này em bán giá là 600.000. Cái nào có nhu cầu mua Amly hay lo thì cứ liên hệ với bên em. Bây giờ em sẽ quay mặt sau nói về tầng chức năng của Amly. Đây là ngõ sub kết nối sub điện rời tăng thêm dãy âm trầm FM tần số là 108 bắc full đài Việt Nam. Ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính, optical out. Công suất Amly là 42W. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đường cắm nhầm 220. Chiều cao của Amly là 24cm và chiều ngang là 18cm. Hậu sâu tầm 30cm. Đây là cặp loa Pioneer HM50 giá bán là 400.000. Giá bán là 1.400.000. Công suất là 100W một thùng, 200W trên một cặp loa, trợ kháng là 4 ôm. Rất đẹp. Cặp loa này bán giá bán là 1.400.000, Amly giá bán là 600.000. Các nào muốn mua loa hay Amly thì cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Hoặc đến địa chỉ 274 Lý Thái Tổ nói dài, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Lo này bass là 10cm trep đơm, chiều cao của lo là 24cm, chiều ngang cả hai lo như vậy là 30cm. Trạm lo là giáp bắp chuối, một trong những dòng lo cao cấp của thương hiệu Pioneer trong phân khúc mini. Còn đây là Amly D5 giá bán 600.000. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng MD rồi, thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng CD trên cái Amly này cho mình tham khảo luôn. Amly này full chức năng nha. Em đụng mình lỡ đụng nút play đây. Trong thời gian mà test nhạc thì em sẽ quay cặp lo cho mình xem. Lo rất nặng, 200W trên một cặp. Trời đã khuya rồi đây, chẳng tranh trách xuyên ánh quang mày. Trời đã mưa rồi đây, mưa trên xóm xa anh đỗ thầy. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đen màu, ôi đường dài. Mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh tham khảo qua Zalo. Số điện thoại Zalo là một số duy nhất nha. Địa chỉ thì em có nêu trên bài đăng rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip test luôn. Cách nào mua hàng cứ liên hệ với bên em.